chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Ma Tâm Linh. Sau đây là phần cuối câu chuyện vụ án ngôi mộ cổ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Từ hôm nghe chuyện Dương Tú Ngọc đi chùa Phụng Tiên Tự được Lục Vương Phi đòi gặp mặt, Dương Trang Chủ và phu nhân cứ thấp thỏm, ăn ngủ không yên. Hôm nay sát hợp kim đến Gia Trang trình bày rõ ý định của Lục Vương Phủ, Dương phu nhân cảm thấy như trời đất sụp đổ trước mắt bà. Dương Trang Chủ thì lặng người đi không nói được điều gì. Sát hợp kim ra sức động viên an ủi Dương Trang Chủ và Dương phu nhân. Chàng ta kể rõ tấm chân tình của Vương tử Mộc Khải Đại đối với Dương Tú Ngọc. Tuy nhiên vì luật lệ của hoàng tộc nhà Mãn nên Vương Phủ phải đành lòng để Dương Tiểu Thư làm thứ thiếp. Sau cơn xúc động và bàng hoàng, Dương Trang Chủ và phu nhân cảm tạ sự giúp đỡ của sát hợp kim và cáo lui vào trong lấy cớ trong người khó ở. Khi sát hợp kim đã ra về, Dương phu nhân dầu dĩ hỏi chồng: "Lão gia, sự thể đã như vậy chúng ta phải tính sao đây?" Dương Trang Chủ đáp lời vợ sau tiếng thở dài não nuột: "Còn biết tính sao nữa, Lục Vương Phủ quyền uy nghiêng trời lệch đất, cả đất nước này có ai dám cưỡng lệnh? Nay họ lại hạ cố nhún mình đến để cầu hôn với chúng ta, làm sao Dương gia ta dám từ chối?" Dương phu nhân vội vã ngắt lời chồng: "Nhưng Dương Tú Ngọc là..." Dương Trang Chủ khoát tay: Ta biết, phu nhân hiểu cho rằng ta cũng đang tan lòng nát dạ trước sự việc hôm nay. Mọi sự ập đến bất ngờ quá khiến chúng ta trở tay không kịp. Đúng là ông trời khéo trêu người, đẩy đưa chúng ta vào hoàn cảnh éo le, cay nghiệt. Định mệnh đã xui khiến cho con chúng ta gặp gỡ Vương tử Mãn Thanh rồi chúng đã yêu nhau." Dương phu nhân sụt sịt khóc: "Lão gia, người đã rộng lòng thương xót đùm bọc cưu mang hai mẹ con thiếp bao nhiêu năm nay, xin người hãy thương cho chót, không để lão gia đành để Tú Ngọc phải về làm vợ bọn giặc Mãn." Dương Trang Chủ vội vàng vỗ về, an ủi vợ: "Phu nhân đừng quá xúc động, chúng ta hãy bình tâm mà suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ để sự thể được vẹn toàn. Thôi phu nhân hãy nghỉ ngơi, mọi việc rồi ta sẽ từ từ định liệu." Còn lại một mình trong đại sảnh rộng lớn của Dương Gia Trang, Trang Chủ họ Dương lặng lẽ ngồi độc ẩm bên chén trà sen thơm ngát. Ông thả hồn vào ký ức của câu chuyện xảy ra đã 17 năm qua. Năm ấy kinh đô Bắc Kinh của nhà Minh thất sủng trước sức tấn công dữ dội của bát kỳ binh Mãn Châu. Giặc Mãn tràn vào cấm cung, hoàng đế Sùng Trinh cùng các quan tướng ngự lâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ hoàng thành. Thế cùng lực kiệt, ngài đã phải cầm gươm giết chết những công chúa ruột thịt của mình để các nàng không phải sa vào tay giặc Mãn, song ngài cũng tự vẫn chết theo. Các bà hậu, phi tần lớp tự tử chết theo ngài lớp cải trang lẫn lộn trong đám dân chạy lánh nạn đao binh túa về các làng mạc thôn xóm ở ngoại thành Bắc Kinh. Dương Trang Chủ lúc đó còn là công tử của Dương Gia Trang. Ông là người kế tục của Dương Gia Trang, được song thân cho ăn học cả văn lẫn võ. Vừa có sức khỏe tinh thông võ nghệ lại am hiểu sách thánh hiền. Trước cảnh nước mất nhà tan, Dương công tử hận mình không đủ sức để chiến đấu cùng giặc Mãn nên chỉ còn cách cứu giúp những người dân bị khổ đau vì nạn đao binh, ngầm hỗ trợ những nghĩa sĩ đang ngấm ngầm chống lại giặc Mãn. Một tối nọ, trên đường về Gia Trang, Dương công tử gặp thư sinh đang ngất xỉu bên đường vì kiệt sức. Động lòng trắc ẩn, ông mang chàng thư sinh về Gia Trang chăm sóc thuốc thang. Thật ra đó không phải là một thư sinh mà là một cô gái giả trang thành con trai để chạy nạn. Biết rõ Dương công tử là người nhân đức và có lòng chung với đất nước, nàng con gái ấy đã kể hết lai lịch của mình. Nguyên nàng là một phi tần của Đức Sùng Trinh hoàng đế. Nàng tấn cung được gần một năm thì triều đình Minh sụp đổ, quân Mãn Châu chiếm được kinh đô. Khi ấy nàng muốn chết theo vua để chọn nghĩa quân thần, tình chồng nghĩa vợ, nhưng lúc đó nàng đang mang trong mình giọt máu của nhà vua nên phải cố tìm cách sống để bảo vệ giọt máu cuối cùng của vương triều nhà Minh. Vì vậy mà nàng cải trang thành một thư sinh trà trộn vào đoàn người dân kinh thành chạy nạn ra khỏi thành Bắc Kinh. Nàng đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, vất vả lẩn trốn trước sự truy đuổi, tàn sát dã man của quân lính Mãn Châu. Khi đến gần Dương Gia Trang thì kiệt sức, cả đoàn dân chạy nạn đã tan tác thất lạc khắp nơi, bỏ nàng lại bên vệ đường và được Dương công tử cứu sống kịp thời. Nàng lấy trong người ra những tín vật cho Dương công tử xem để chứng minh nàng là phi tần của Sùng Trinh hoàng đế.
từ những nữ trang mà nhà vua ban cho nàng mỗi lần ngài lâm hạnh. Khi nhà vua đến ở, chăn gối với các phi tần gọi là lâm hạnh, đến những nữ trang dành riêng cho những phi tần đã có thai với ngài. Cả Dương công tử và song thân rất cảm động trước tấm lòng trung liệt của nàng phi tần, cùng kính trọng sự gan dạ quả cảm của người con gái mới 17 tuổi đã dám vượt bao gian lao nguy hiểm để bảo vệ đứa con trong bụng của nàng và hoàng đế nhà Minh. Họ giấu kín mọi chuyện và giả làm đám cưới cho Dương công tử cùng nàng phi tần nọ để che giấu mọi người. Những năm tháng đầu vì nể trọng nàng phi tần nọ nên Dương công tử cố giữ tròn đạo nghĩa, đóng vai người chồng hờ một cách nghiêm túc. Mấy tháng sau, nàng phi tần sinh hạ được một bé gái rất xinh đẹp. Nàng phi tần đó chính là Dương phu nhân hôm nay, và Dương Tú Ngọc không phải con của Dương trang chủ mà là giọt máu cuối cùng của Sùng Trinh hoàng đế, là nàng công chúa út của vương triều nhà Minh. Dương trang chủ ngồi một mình trong đại sảnh đã rất lâu. Đêm đã dần tàn nhưng ông không làm sao đi nghỉ được. Ông cố ngồi suy nghĩ để tìm cách giải quyết sự việc vừa xảy ra cho vẹn tình trọn nghĩa với tiên đế Sùng Trinh, vừa bảo vệ được Dương gia trang. Lòng dạ ông rối bời và xốn sang khi nghĩ đến việc nàng công chúa của triều Minh phải làm thứ thiếp ột vương tử triều Mãn. Sau khi trò chuyện dò xét ý tứ của Dương Tú Ngọc, vợ chồng Dương trang chủ càng cảm thấy băn khoăn và khó nghĩ nhiều hơn. Dương Tú Ngọc thổ lộ nàng và Mộc Khải Đài đã thề nguyền đính ước với nhau, nguyện kiếp này nếu không được chung sống với nhau thì sẽ cùng chết bên nhau. Tình yêu của hai người sâu nặng, không ai có thể ngăn cách chia lìa được. Dương trang chủ và phu nhân bàn bạc rất lâu, cuối cùng họ quyết định không cho Tú Ngọc biết rõ thân phận lai lịch của mình. Vì quá thương đứa con gái độc nhất, giọt máu của Sùng Trinh hoàng đế, Dương phu nhân đành nuốt lệ giữ kín bí mật trong lòng. Bà lo sợ rằng khi biết rõ về thân thế mình, Dương Tú Ngọc sẽ tìm cái chết cho trọn tình với người yêu và vẹn nghĩa với vua cha đã quá cố. Một tháng sau, Dương Tú Ngọc chính thức lên kiệu hoa về Lục Vương phủ làm thứ thiếp cho vương tử Mộc Khải Đài. Vì tình yêu cháy bỏng, Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc đã chịu đựng tất cả để được chung sống bên nhau cho trọn lời nguyện ước. Tuy nhiên, những ngày của tuần trăng mật đã nhanh chóng trôi qua. 3 tháng sau, Lục Vương phủ chính thức làm lễ thành hôn cho vương tử Mộc Khải Đài và tiểu thư Thang Lan Hoa, con gái của tướng quân Thang Vĩ Chuẩn, nguyên soái của Bát Kỳ binh Mãn Châu. Thang Lan Hoa được tấn phong làm vương phi với đầy đủ nghi lễ, tập tục của triều đình Mãn Thanh. Kể từ ngày cưới, Mộc Khải Đài đã không còn thời gian để lui tới chăm sóc Dương Tú Ngọc. Thang Lan Hoa quấn quýt và bám giết lấy chàng không hề rời nửa bước. Nhiều lúc Mộc Khải Đài muốn ghé qua biệt thất của Dương Tú Ngọc để an ủi nàng vài câu cũng không được. Đã vậy, Lục Vương Phi còn khôn khéo cho xây một biệt thất đẹp hơn, to hơn nhưng ở cách xa của Mộc Khải Đài để dành riêng cho Tú Ngọc ơ. Vị Vương Phi đầy bản lãnh và mưu mẹo đã sắp đặt để ly cách dần dần con trai mình với cô vợ thứ người Hán. Lúc đầu Dương Tú Ngọc tưởng rằng Lục Vương Phi muốn an ủi, xoa dịu lòng nàng khi xây biệt thất riêng cho nàng để Tú Ngọc khỏi tủi thân khi Mộc Khải Đài lấy vợ chính. Dần dần nàng mới thấy rõ rằng mình đang bị cô lập, sống cách ly trong vương phủ to lớn và nghiêm ngặt nhất kinh thành Bắc Kinh. Suốt ngày nàng chỉ biết quanh quẩn bên hoa viên và trò chuyện, tâm sự cùng con nữ tỳ Hạ Dung mà Dương phu nhân đã cho theo hầu khi nàng về Lục Vương phủ. Đôi lần Mộc Khải Đài cố đến an ủi nàng khi có cơ hội, cả hai chỉ còn biết khóc lóc trong những phút giây ngắn ngủi lén lút đến với nhau. Lúc đó Dương Tú Ngọc đã có thai được 2 tháng. Lục Vương Phi nhân cơ hội đó cử thêm một bà quản gia và một nữ tỳ nữa đến để chăm sóc cho nàng, đồng thời cũng để giám sát chặt chẽ mọi sự đi lại của Mộc Khải Đài. Lấy cớ là Dương Tú Ngọc đang trong thời kỳ thai nghén, Lục Vương Phi không cho phép Mộc Khải Đài ở lại biệt thất của nàng. Bà còn quy định chỉ cho Mộc Khải Đài đến thăm Dương Tú Ngọc 1 tuần lễ 2 lần và không được ở lâu quá nửa giờ. Về phần tiểu thư Thang Lan Hoa, thoạt đầu, nàng ta tưởng rằng với sắc đẹp của mình cùng với sự chăm sóc chiều chuộng Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc sẽ phai lạt dần và Mộc Khải Đài sẽ đắm say duyên mới quên dần tình xưa. Tuy nhiên, nàng ta và Lục Vương Phi càng cố tìm cách giữ chân Mộc Khải Đài ngăn cách chàng với Dương Tú Ngọc thì tình yêu của hai người lại càng thắm thiết và sâu nặng hơn. Thang Lan Hoa cảm thấy nhiều lúc Mộc Khải Đài sống bên nàng, chung chăn gối nhưng đầu óc, tâm hồn chàng để nơi khác.
những đêm tân hôn nồng nàn cháy bỏng qua nhanh, những cuộc vui chơi du ngoạn nơi xa vẫn không giữ được mộc khải đài. Trái tim chàng vẫn hướng về mối tình đầu. Thang Lan Hoa rất đau khổ, tất cả tình yêu nàng dành cho mộc khải đài mà chàng vẫn không đền đáp lại. Mộc khải đài chỉ đáp trả lại tình yêu của nàng bằng bổn phận của người chồng không hơn không kém, niềm kiêu hãnh của người con gái quyền quý. Xinh đẹp Mãn Châu bị tổn thương khiến Thang Lan Hoa uất ức. Nàng quyết tâm phải chiếm lại tình yêu của chồng và loại tình địch ra khỏi cuộc sống của chồng nàng. Mùa hạ năm ấy, tướng sĩ còn trung thành với nhà Minh do Trịnh Thành Công thống lãnh kéo thủy quân từ Đài Loan đánh phá suốt một dọc duyên hải từ Phúc Kiến đến Chiết Giang. Quan binh Mãn Thanh ở địa phương chống cự không nổi phải gửi biểu văn về Bắc Kinh cấp báo với triều đình. Lúc này Hoàng đế Khang Hy đã thay cha kế vị ngai vàng. Thuận Trị Hoàng đế đã vào chùa tu hành ở Ngũ Đài Sơn. Triều đình của nguyên soái Thang Vĩ Chuật thống lãnh binh mã Bát Kỳ binh Nam chinh dẹp loạn Trịnh Thành Công. Lục Vương Phi và Thang Lan Hoa bàn bạc với nhau rồi quyết định vận động Lục Vương ra và nguyên soát Thang Vĩ Chuật xin cho Mộc Khải Đài cùng đi Nam chinh để lập công với triều đình. Nhưng chủ tâm là để chia cách Mộc Khải Đài cùng Dương Tú Ngọc và thực hiện âm mưu đen tối của họ. Nhận được chiếu chỉ của Hoàng đế, Mộc Khải Đài nào dám chối từ, chàng chỉ xin cho Sát Hợp Kim làm phó tướng cùng chàng đi Nam chinh để có người bầu bạn, thân tín. Trước lúc ra đi, Mộc Khải Đài được phép của mẹ và vợ cả đến ở với Dương Tú Ngọc một đêm. Đêm đã khuya, trống đã điểm canh ba từ lâu, vầng trăng đã xuống chênh chếch sau rặng liễu ở phía tây hoa viên mà Mộc Khải Đài và Dương Tú Ngọc vẫn còn ngồi tâm sự bên lầu vọng nguyệt. Mộc Khải Đài âu yếm vuốt tóc vợ. Nàng hãy nghe lời ta dặn dò trước lúc chia tay, ở nhà nếu có chuyện gì không vừa ý cũng phải nhẫn nhục chịu đựng, chờ ta về. Đừng bồng bột nông nổi mà gây nên hậu quả xấu. Dương Tú Ngọc thúc thít, lời dặn dò của chàng, thiếp xin ghi lòng tạc dạ. Mộc Khải Đài khẽ thở dài, mẫu thân ta tuy nghiêm khắc nhưng là người biết trọng đạo lý. Nàng lại là vợ hiền dâu thảo, ta tin rằng mọi việc sẽ ấm êm trong lúc ta vắng nhà. Còn Thang Lan Hoa, dù sao nàng ta cũng là phận nữ nhi mà đạo chuyên ghen tuông là thường tình mà thôi. Nàng cũng đừng nên chấp nê, hãy cố gắng giữ tình chị em cho trên thuận dưới hòa, như vậy ta mới yên lòng khi chinh chiến nơi xa. Dương Tú Ngọc úp mặt vào vai Mộc Khải Đài thổn thức, thiếp xin nghe, xin vâng lời chàng dạy bảo. Nàng đã định đặt tên con là gì chưa? Hãy để ta đặt tên con trước nhé. Nếu là trai thì hãy đặt tên là Khải Sơn, còn là gái đặt tên là Cẩm Đào. Khải Sơn và Cẩm Đào để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau ở chùa Phụng Tiên Tự và tái ngộ ở vườn đảo Dương Gia Trang. Nàng có đồng ý không? Dương Tú Ngọc mặt đầm đìa nước mắt khẽ gật đầu. Vâng, thiếp xin ghi nhớ. Thôi, đêm đã khuya lắm rồi, nàng hãy đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe cho cả hai mẹ con. Vừa nói Mộc Khải Đài vừa ân cần, âu yếm dìu Dương Tú Ngọc vào phòng ngủ. Ngoài trời một áng mây đen chậm chậm trôi qua che khuất cả vầng trăng 16. Thấm thoát Mộc Khải Đài đi Nam chinh đã được gần nửa năm. Hàng tháng chàng đều cho quân liên lạc mang thư về vấn an sức khỏe song thân và thăm hỏi Dương Tú Ngọc. Lần này người đưa tin là phó tướng Sát Hợp Kim. Mộc Khải Đài muốn có tin tức chính xác từ người bạn thân tín nhất của mình về Dương Tú Ngọc và nhất là đứa con của hai người. Lúc này Dương Tú Ngọc bụng đã to chỉ 5-7 ngày nữa là đến kỳ sinh nở. Sát Hợp Kim được Lục Vương Phi và Thang Lan Hoa tiếp đón rất ân cần và hậu hĩ. Mộc Khải Đài gửi vô số là quà biếu gốm gấm lụa, những thức ngon vật lạ ở Giang Đông cho cha mẹ và vợ. Trò chuyện với Lục Vương Phi và Thang Tiểu Thư một lúc, Sát Hợp Kim xin phép được đến vấn an Dương Tú Ngọc và gửi quả cáp, thuốc men bồi dưỡng cho nàng. Đang vui vì được tin của con trai nên Lục Vương Phi vui vẻ cho phép Sát Hợp Kim đến thăm Dương Tú Ngọc. Chỉ có Thang Tiểu Thư thì mặt ngoài vui vẻ nhưng qua ánh mắt và thái độ thì rõ ràng nàng không được hài lòng cho lắm. Sát Hợp Kim bước vội qua hoa viên Vương Phủ để đến gian biệt thất dành riêng cho Dương Tú Ngọc. Khi đến gần hòn Giả Sơn để bước qua cây cầu nhỏ, chàng thấy thấp thoáng hai bóng người, một nam, một nữ sau một khóm hoa. Cử chỉ của hai người rất đáng nghi. Sát Hợp Kim định quát lớn nhưng nghĩ lại nếu bọn chúng chỉ là gia nhân,
tỷ nữ của vương phủ tự tình với nhau thì chàng chẳng cần can dự la mắng. Sát Hợp Kim đã định giả vờ như không thấy bỏ đi, nhưng bỗng nhiên chàng thấy lòng nóng như lửa đốt. Sát Hợp Kim bèn nhẹ nhẹ bước đến gần xem hai người kia nói chuyện gì. Đã thấy Dương tiểu thư chuyển bụng chưa? Giọng gã gia nhân vang lên. Chưa, giọng con nữ tỳ đáp lại có vẻ lo lắng. Người nhớ kỹ lời dặn của ta chưa? Dạ nhớ. Mộc Vương Phi, Thang Lan Hòa đã hứa nếu làm tốt công việc đã giao sẽ trọng thưởng cho ngươi và cho ngươi về hầu cận người. Bằng nếu để việc bại lộ đến tai vương gia thì người cũng quyết chẳng tha. Giọng con nữ tỳ run run. Bẩm, nô tỳ xin cố gắng nhưng chỉ có một mình nô tỳ thì làm sao cáng đáng hết. Đùa ngu, ta đã dự liệu đâu vào đấy cả và Mộc Vương Phi cũng đã thu xếp hết tất cả rồi. Ngoài ngươi còn có mụ quản gia, bà đỡ. Một mình con nữ tỳ Hạ Dung làm sao nhìn thấy rõ sự việc. Sản phụ sau khi sinh xong băng huyết chết là chuyện thường. Chỉ cần giọt máu của vương gia mà thôi, còn đứa con gái hán kia chết cũng chẳng ai tiếc thương để ý làm gì. Dạ, dạ, nô tài nghe rồi. Sau khi đứa con gái hán kia sanh xong hãy cho nó uống tách trà mà mụ đỡ dặn và đưa cho ngươi. Xong ngươi đưa cho Hạ Dung dâng trà để nó khỏi để ý. Loại thuốc này sẽ làm cho người uống phải bị xuất huyết từ từ không sao cầm được. Đến khi kiệt lực thì chết. Chúng ta chẳng ai phải mang hậu hoạn cả. Sát Hợp Kim nghe câu chuyện của tên quản gia và con nữ tỳ không khỏi rùng mình kinh sợ. Vậy là Dương tiểu thư đang gặp hiểm nguy. Lục Vương Phi chỉ cần giọt máu của Mộc Khải Đài chứ xá gì đến mạng sống của người mẹ. Có lẽ Mộc Khải Đài cũng linh cảm được chuyện chẳng lành nên lần này mới cử chàng về kinh đô thăm hỏi chuyện nhà. Sát Hợp Kim cố nán lại chờ cho gã gia nhân và con nữ tỳ trò chuyện xong và đi khuất mới rời nơi ẩn nấp. Chàng cố tập trung suy nghĩ để tìm kế giải quyết đôi bên vẹn toàn theo lời ủy thác của Mộc Khải Đài, người vừa là chỉ huy lại vừa là bạn thân thiết của chàng. Sát Hợp Kim lo lắng không biết mưu kế này là chủ trương của Lục Vương Phi hay chỉ riêng một mình Thang Lan Hoa. Chàng ngẫm nghĩ dù là ai chủ trương đi nữa thì mạng sống của Dương Tú Ngọc đang như chỉ mảnh treo chuông. Ngày nàng sinh con cũng sẽ là ngày nàng phải vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời. Vừa đi, Sát Hợp Kim vừa cố suy nghĩ để tìm kế giải cứu cho Dương Tú Ngọc thoát khỏi âm mưu đen tối đang nhắm hại nàng. Suy đi tính lại đã nát óc mà Sát Hợp Kim vẫn chưa tìm được mưu kế cho toàn vẹn, trong khi chàng chịu sự ủy thác của Mộc Khải Đài chăm sóc và bảo vệ ẹ con Dương Tú Ngọc. Sát Hợp Kim nắm chặt nắm tay lại tỏ ý cương quyết. Chàng nhủ thầm, phải liều thôi, không còn cách nào khác nữa. Sau khi thăm hỏi sức khỏe và trao thư của Mộc Khải Đài cho Dương Tú Ngọc, Sát Hợp Kim ra dấu bằng mắt rồi nói với Dương Tú Ngọc. Phu nhân hãy đem lụa, tiền mà Mộc tướng quân gửi về chi cho bọn quản gia hầu cận để chúng ra ngoài. Tiểu tướng có chuyện cơ mật, khẩn cấp muốn báo cùng phu nhân. Đợi bọn quản gia, thị nữ đi khỏi Sát Hợp Kim vội nói nhanh về những âm mưu ám hại Dương Tú Ngọc để đoạt lấy đứa con trong bụng nàng. Dương Tú Ngọc lặng người đi một lúc không nói được lời nào. Nàng không ngờ rằng Thang Lan Hoa lại có thể xuống tay độc ác như vậy. Bấy lâu nay nàng đã vì tình yêu với Mộc Khải Đài mà cam phận làm thứ thiếp, chịu đựng biết bao nhiêu là thiệt thòi. Trong suốt thời gian Mộc Khải Đài đi chinh chiến, nàng ở lại nhà cố nhẫn nhục chịu đựng để sống qua ngày chờ đến khi sinh con xong, đợi chồng về. Nào ngờ người ta lại nhẫn tâm không muốn cho nàng làm mẹ, còn định cướp đi đứa con còn trong bụng của nàng. Dương Tú Ngọc cố nén tiếng thở dài, nàng âu lo nhìn Sát Hợp Kim. Sự thể đã đến nước này, Sát tướng quân hãy vì giọt máu của phu quân tôi mà nghĩ cách cứu giúp cho. Sát Hợp Kim hạ thấp giọng. Phu nhân hãy yên tâm, Sát Hợp Kim này nhận sự ủy thác của Mộc tướng quân quyết xả thân để bảo vệ cho phu nhân và tiểu công tử. Phu quân hãy ghi nhớ lời tiểu tướng dặn dò thật kỹ. Nói xong, Sát Hợp Kim nói thật nhỏ vừa đủ cho Dương Tú Ngọc nghe kế hoạch của chàng. Dương Tú Ngọc biến sắc mặt trước những lời dặn dò của Sát Hợp Kim, nhưng nàng cũng đành chấp thuận kế hoạch liều lĩnh và táo bạo của chàng ta vì nàng chẳng còn cách nào khác và cũng chẳng biết trông cậy nhờ vào ai trong lúc này. Ba hôm sau, Sát Hợp Kim đến Lục Vương Phủ chào từ biệt Lục Vương Phi và mọi người để lên đường trở lại với đoàn quân đang chinh chiến ở Phúc Kiến.
Lục Vương Phi và Thang Lan Hoa gửi cho Mộc Khải Đài vô số vật dụng và thực phẩm, thuốc men. Sát Hợp Kim phải dùng cả một xe song mã mới chở hết. Tối hôm đó, Dương Tú Ngọc sai con nữ tỳ Hạ Dung nấu chè hạt sen. Nàng chỉ ăn một bát, còn tất cả chia cho bà quản gia và hai con nữ tỳ hầu hạ, rồi nàng vào phòng nghỉ sớm. Một lát sau, cả bọn gia nhân lăn ra ngủ say như chết. Dương Tú Ngọc vội vã thức dậy cùng con nữ tỳ Hạ Dung thu vén tư trang và những áo quần vật dụng cần thiết vào hai tay nàng, rồi cả chủ lẫn tớ tắt đèn ngồi im trong phòng chờ đợi. Đầu canh ba, có tiếng chân người rón rén đến cửa sổ nói nhỏ: "Phu nhân đã chuẩn bị xong chưa? Hãy nhanh chân theo tiểu tướng." Dương Tú Ngọc và con nữ tỳ diêu díu theo chân bóng đen vừa xuất hiện lần mò đi trong hoa viên của Lục Vương phủ về phía cổng sau. Bóng đen đó chẳng ai khác hơn là Sát Hợp Kim. Vị tướng quân cũng là người anh em kết nghĩa với Mộc Khải Đại đã lẻn vào cổng sau vương phủ. Chàng sử dụng võ nghệ đánh gục tên quân canh cổng sau và bọn gia nhân bảo vệ vương phủ, rồi lẻn vào biệt thất của Dương Tú Ngọc đưa nàng đi lánh nạn. Sát Hợp Kim giấu Dương Tú Ngọc trong xe ngựa đã đến ngã rẽ vào Phụng Tiên Tự. Sát Hợp Kim tiễn Dương Tú Ngọc xuống xe, chàng cung kính chắp tay chào: "Phu nhân, tiểu tướng cố hết sức cũng chỉ đưa được phu nhân đến đây. Tiểu tướng không thể làm gì hơn được nữa. Ngày nở nhụy khai hoa đã gần kề, phu nhân hãy bảo trọng." Dương Tú Ngọc cảm động trước lòng tốt và sự hy sinh tận tụy của Sát Hợp Kim, nàng khẽ run run giọng: "Sát tướng quân, cho phép ta gọi tướng quân là sát đệ như phu quân ta thường xưng hô với tướng quân. Mẹ con của tỷ tỷ còn sống được ngày nào quyết không thể quên ơn cứu mạng của sát đệ." "Mộc tỷ tỷ đừng nên khách sáo, vì Mộc đại ca và tỷ tỷ, đệ sẵn sàng làm mọi việc dù có phải hy sinh đến tính mạng cũng không từ nan. Huống chi đệ đã nhận lời ủy thác của Mộc đại ca." Quay sang con nữ tỳ Hạ Dung, Sát Hợp Kim dặn dò ân cần: "Hạ Dung, người hết lòng hầu hạ chăm sóc Mộc phu nhân, chúng ta sẽ chẳng quên ơn người đâu." Như muốn tránh khỏi cảnh lưu luyến bị dịt, Sát Hợp Kim vội nhảy lên xe ngựa tay ra roi miệng nói lớn: "Mộc tỷ tỷ, xin bái biệt, hãy bảo trọng." Dương Tú Ngọc và Hạ Dung bùi ngùi nhìn theo đến khi chiếc xe ngựa của Sát Hợp Kim khuất dạng sau khúc quanh, rồi mới lần mò theo những bậc thang đá lên chùa. Nàng vòng ra phía sau chùa đến khu hậu viên nơi dành cho các ni sư và những người làm công quả ở. Dương Tú Ngọc có một bà dì lên chùa làm công quả nhiều năm và đã thí phát quy y được 2 năm. Trước đây mỗi lần lên chùa, nàng đều ghé thăm bà. Dương Tú Ngọc đã bàn tính với Sát Hợp Kim lên trú ngụ ở chùa Phụng Tiên Tự để lánh nạn. Nàng không thể đi xa được nữa vì đã sắp đến ngày sanh nở, có lẽ chỉ một vài hôm nữa thôi. Nàng cũng không thể về Dương Gia Trang được, vì sau khi phát giác ra được nàng đã bỏ trốn, Lục Vương Phủ nhất định sẽ cho quân đến Dương Gia Trang tìm kiếm. Dương Tú Ngọc không muốn liên lụy đến cha mẹ. Nàng biết chắc rằng với uy quyền của Lục Vương Phủ, mẹ con nàng sẽ khó thoát khỏi tay họ. Chỉ còn cách duy nhất là tạm lánh ở một nơi mà họ không biết để chờ Mộc Khải Đài trở về. Bà dì họ Tú Ngọc, ni sư Tịnh Liên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng và Hạ Dung xuất hiện tại tịnh xá trong buổi sáng tinh mơ. Tú Ngọc vội vã thuật lại cặn kẽ từng chi tiết hoàn cảnh hiểm nguy mà nàng đang gặp phải và cầu xin bà che chở bảo bọc qua khỏi cơn hoạn nạn. Ni sư Tịnh Liên nghe Tú Ngọc kể lể sự tình xong, bà không ngớt thở dài rồi niệm Phật. Bà không ngờ đứa cháu gái xinh đẹp, nết na lại oan nghiệt vì tình như vậy. Trước hoàn cảnh của Tú Ngọc, bà không thể nào từ chối được nên phải chấp thuận cho Tú Ngọc và Hạ Dung tạm nương náu trong tịnh thất của bà. Cũng may là trước đây Dương Gia Trang thường hay cúng dường cho nhà chùa. Ngôi tịnh thất ở sau chùa cũng do Dương phu nhân cúng tiền xây dựng cho người chị họ mình có nơi tu hành, nên các tăng lữ trong Phụng Tiên Tự ít ai lui tới tịnh thất. Mặt khác, tịnh thất lại nằm khuất sau chùa lớn nên càng ít người để ý lui tới. Mọi việc sinh hoạt ni sư Tịnh Liên đều tự lo liệu lấy. Hôm sau Dương Tú Ngọc trở dạ, trước khi sanh nàng bị băng huyết khá nhiều. Cũng bởi tại gần đến ngày sanh mà nàng phải di chuyển nhiều, vất vả lén lút trèo núi theo đường tắt để tránh sự để ý của người trong chùa. Khi đứa bé chào đời cũng là lúc nàng kiệt sức ngất đi không còn hay biết gì nữa.
ni sư Tịnh Liên và con nữ tỳ Hạ Dung hoảng hốt vô cùng, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng nơi núi rừng quạnh quẽ, họ chẳng biết nhờ cậy vào ai nữa. Ni sư Tịnh Liên vội vã lấy tất cả sâm nhung, thuốc quý mà trước đây Dương phu nhân đã cho bà phòng khi đau yếu ra nấu, sắc cho Tú Ngọc uống. Trong khi đó Hạ Dung phải dỗ dành chăm sóc cho đứa bé để nó khỏi khóc, làm lộ ra sự việc. Một lúc sau Dương Tú Ngọc dần dần hồi tỉnh, tuy nhiên nàng đã kiệt sức quá nhiều nên vẫn nằm bất động. Hạ Dung bồng đứa bé đến đặt bên nàng. Tiểu công tử rất khỏe mạnh và xinh xắn, tiểu thư hãy nhìn xem. Dương Tú Ngọc gắng sức quay sang nhìn con trai và ôm sát nó vào lòng. Tội nghiệp con trai tôi, mới mở mắt chào đời đã chịu bao nỗi gian lao khổ cực. Ni sư Tịnh Liên dịu dàng vỗ về. Còn hãy cố nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho lại sức. Ta và Hạ Dung sẽ chăm sóc cháu bé thật chu đáo. Còn đừng bận tâm lo lắng mà có hại cho sức khỏe. Dương Tú Ngọc ứa nước mắt, nàng ôm chặt lấy con thều thào. Mộc Lan, ở nơi xa chàng có biết mẹ con thiếp gian nan khổ cực đến chừng nào chăng? Hạ Dung nắm chặt lấy bàn tay Dương Tú Ngọc an ủi. Tiểu thư đừng quá nên bi lụy, việc cần thiết là phải lo tĩnh dưỡng đã. Dương Tú Ngọc mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi trong cơn mê. Ni sư Tịnh Liên dặn dò Hạ Dung một số việc cần thiết xong, bà vội vàng rời tịnh thất đến Dương Gia Trang. Mãi đến gần trưa hôm sau, khi sát hợp kim đã đưa Dương Tú Ngọc đi, nhà bếp chờ mãi không thấy người quản gia và mấy con nữ tỳ của Tú Ngọc đến lấy thức ăn sáng mới sinh nghi, chạy đến biệt thất của nàng để tìm hiểu. Đã quá giờ thìn rồi mà mấy con nữ tỳ còn ngủ mê mệt như chết vì tác dụng của thuốc mê bỏ trong chè sen. Dương Tú Ngọc và Hạ Dung đã biến mất, tất cả đồ đạc tư trang vẫn còn nguyên vẹn, không hề suy xuyền một mảnh may nào. Bọn gia nhân hoảng hốt vội vàng trình báo cho Lục Vương Phi và Thang Lan Hoa biết. Lục Vương Phi ngồi thử ra trên giường một lúc lâu, bà không ngờ cớ sự lại xảy ra như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, tính toán Lục Vương Phi sai người đến Dương Gia Trang tra xét xem Dương Tú Ngọc có bỏ về với cha mẹ hay không. Mặt khác bà sai hai tên bộ hạ thân tín giỏi võ nghệ lập tức đuổi theo tướng quân sát hợp kim. Theo suy tính của bà, Dương Tú Ngọc không thể một mình trốn ra khỏi kinh thành được mà chắc chắn phải có sự trợ giúp của một người khác, mà người đó theo bà không ai khác ngoài tướng quân sát hợp kim, anh em kết nghĩa của con trai bà. Có thể đây cũng là ý định của Mộc Khải Đài, và sát hợp kim đã lấy cớ trở về kinh thành đưa thư của Mộc Khải Đài cho Vương Phủ để nhân cơ hội này thực hiện. Lục Vương Phi dặn dò bọn gia nhân đến Dương Gia Trang chớ làm ầm ĩ kinh động, mà chỉ nên dò xét cật vấn Dương Trang chủ và phu nhân mà thôi. Bà cũng truyền lệnh cho bọn gia nhân, người hầu, lính canh trong Vương Phủ tuyệt đối không để chuyện này lộ ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị giết ngay. Về phần Thang Lan Hoa, nàng ta rất lo sợ bồn chồn. Nàng lo lắng âm mưu của mình đã bại lộ. Nếu đến tai Lục Vương Phi và nhất là Lục Vương Gia và Mộc Khải Đài, nàng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Nàng càng lo lắng mất ăn, mất ngủ thêm khi suốt cả ngày hôm đó Lục Vương Phi chỉ sai con thị nữ Tâm Phúc đến báo tin cho nàng biết về chuyện Dương Tú Ngọc mất tích. Bà chẳng thèm cho gọi nàng đến trò chuyện như mọi khi. Mỗi lúc Vương Phủ có chuyện hệ trọng xảy ra, thật ra thì Lục Vương Phi không hề nghi ngờ Thang Lan Hoa có liên quan đến việc Dương Tú Ngọc bỏ trốn. Bà chỉ cho rằng Tú Ngọc bỏ trốn là do ý định của Mộc Khải Đài con bà. Chắc chắn Tú Ngọc đã viết thư báo tin cho Mộc Khải Đài về cuộc sống tù túng, cô đơn của nàng. Mộc Khải Đài sợ Dương Tú Ngọc nghĩ quẩn có ý định quyên sinh nên vội vàng đưa nàng đi tạm lánh ở một nơi nào đó đợi Mộc Khải Đài về. Sau khi bọn gia nhân đến Dương Gia Trang xét Dương Trang chủ và phu nhân về bẩm báo Lục Vương Phi, càng chắc chắn rằng sát hợp kim đã đưa Dương Tú Ngọc đi trốn. Suy luận của bà đã đúng đến 9 phần 10. Bà nóng lòng chờ tin của hai tên gia tướng mà bà đã cho đuổi theo sát hợp kim buổi sáng. Cũng nhờ Lục Vương Phủ không nghi ngờ Dương Tú Ngọc trốn về nhà nên ni sư Tịnh Liên về đến Dương Gia Trang mà không bị ai nghi ngờ phát giác. Bà lập tức vào hậu viên gặp Dương phu nhân như thường lệ mỗi khi bà về thăm Gia Trang. Thấy ni sư Tịnh Liên đột ngột về thăm Gia Trang, Dương phu nhân đoán ngay là có việc hệ trọng, và bà linh cảm ngay việc này có liên quan đến Dương Tú Ngọc. Dương phu nhân vội vã ời ni sư Tịnh Liên vào phòng riêng của bà trò chuyện.
Không phải rào trước đón sau, Ni sư Tịnh Liên đi ngay vào câu chuyện chính. Bà biết hiện nay tính mạng Dương Tú Ngọc như chỉ mảnh treo chuông. Ni sư kể vắn tắt cho Dương phu nhân nghe chuyện Dương Tú Ngọc trốn khỏi Lục Vương phủ và hiện đang nương náu tạm ở hậu liêu của Phụng Tiên tự. Nàng đã sinh được một bé trai và hiện nay tình trạng rất nguy kịch. Phải tìm mọi cách để cứu Dương Tú Ngọc nhưng tuyệt đối phải giữ kín chuyện này. Lục Vương phủ đang cho người tìm kiếm khắp nơi để bắt đứa con nàng, đứa cháu đích tôn của Lục Vương phủ. Dương phu nhân ứa nước mắt khi nghe Ni sư Tịnh Liên kể chuyện về Dương Tú Ngọc. Lòng bà rối bời không biết phải giải quyết thế nào cho vẹn toàn mọi việc. Tuy nhiên trước mắt phải cứ lấy mạng sống cho nàng trước rồi sau đó sẽ liệu cách đem nàng đi lánh nạn ở nơi khác. Dương phu nhân bàn bạc với chồng một lúc lâu. Dương trang chủ vốn tính thâm trầm và là người biết suy tính nên ông gọi thầy lang của gia trang đi ngay cùng Ni sư Tịnh Liên đến Phụng Tiên tự để cho thuốc men chạy chữa cho Tú Ngọc. Còn vợ chồng lấy cớ là đến thăm họ hàng cũng rời gia trang sau đó một giờ. Dương trang chủ còn cẩn thận đi theo hướng khác. Sau khi đi một đoạn thấy không có người theo dõi để ý ông mới quay lại hướng Phụng Tiên tự. Dương Tú Ngọc nằm thiêm thiếp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái xanh vì mất quá nhiều máu. Người thầy thuốc ngồi ở chiếc ghế sát bên giường đang bắt mạch cho nàng. Nét mặt ông đầy vẻ đăm chiêu lo lắng. Ni sư Tịnh Liên đứng ở một góc phòng lâm dâm niệm Phật. Ở một góc khác con nữ tỳ Hạ Dung bế đứa bé con Tú Ngọc mặt đầm đìa nước mắt. Dương trang chủ và phu nhân bước vào hậu liêu. Phu nhân đâm bổ đến bên Tú Ngọc ôm lấy nàng thổn thức. Tú Ngọc con, cớ sao lại đến nông nỗi này? Tú Ngọc cố nhướng đôi mắt yếu ớt nhìn mẹ, hai hàng nước mắt ứa ra chảy dài trên má. Nàng muốn nói vài lời với mẹ nhưng không để hơi sức chỉ thì thào được hai tiếng mẫu thân. Dương trang chủ thấy lòng đau xót như dao cắt, ông kéo thầy lang ra một góc khẽ hỏi. Tình trạng tiểu thư ra sao? Người lang y của Dương gia trang giọng ngập ngừng. Bẩm trang chủ, tiểu thư rất yếu, tiểu nhân đã xem mạch. Chỉ còn cách cho uống nhân sâm để cầm cự mà thôi. Dương trang chủ khẽ thở dài. Không còn cách nào khác nữa ư? Bẩm, tiểu thư bị mất máu quá nhiều, gần đến ngày sanh phải vất vả, chạy trốn trèo núi băng rừng nên mất nhiều sức lực. Thầy hãy cố làm hết sức mình, được đến đâu hay đến đấy. Tất cả chỉ trông chờ vào trời Phật mà thôi. Trong khi đó Dương phu nhân vẫn ôm lấy Dương Tú Ngọc khóc lóc, kể lể. Ngọc con, đừng bỏ mẹ mà đi. Nếu con có mệnh hệ nào mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn tiên đế dưới suối vàng. Ôi, oan nghiệt thay, oan nghiệt thay. Dương trang chủ đến bên vợ dịu dàng an ủi. Phu nhân chớ nên bi lụy, đau thương. Hãy để cho Tú Ngọc tĩnh dưỡng đôi chút. Thầy thuốc cũng chuẩn bị cho con gái mình uống thuốc kìa. Rồi Tú Ngọc sẽ khỏe, sẽ tỉnh lại. Lúc ấy phu nhân tha hồ mà tâm tình trò chuyện cùng con. Sau khi ngậm nhân sâm một lát, Tú Ngọc đã hồi tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn mẹ cha, nét mặt, ánh mắt buồn vời vợi. Nàng biết sẽ không sống được bao lâu nữa nên gắng sức nói những lời cuối cùng với cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi không nghe lời dạy bảo, quá lụy vì tình làm khổ song thân, xin xót thương mà tha tội cho con. Dương phu nhân âu yếm nắm chặt tay con gái. Tú Ngọc, cha mẹ không buồn giận gì con cả, hãy cố tĩnh dưỡng. Dương Tú Ngọc gượng gạo mỉm cười. Cha mẹ tha tội là Hải Nhi cảm thấy thanh thản và mãn nguyện lắm rồi. Hải Nhi biết chẳng còn sống được bao lâu nữa nên mang con côi cút ra phó thác cho cha mẹ. Mong cha mẹ thương cháu mà nuôi nấng dạy bảo Mộc Khải Sơn nên người. Dương phu nhân quả khóc lên trong khi Dương trang chủ nắm chặt hai bàn tay lại để đè nén những thương cảm trong lòng. Dương Tú Ngọc vẫn tiếp tục chối chăng. Cha mẹ ơi, hãy hứa với con là đừng để người của Lục Vương phủ bắt đi Mộc Khải Sơn. Cha mẹ hãy hứa bảo vệ chăm sóc cho con trai của con mới an lòng nhắm mắt. Cha mẹ hứa sẽ chăm sóc Khải Sơn chu đáo, con hãy an lòng. Dương Tú Ngọc mỉm cười gượng gạo quay sang gọi Hạ Dung. Dung muội, hãy bồng Khải Sơn đến cho ông bà ngoại. Dương phu nhân ôm chặt lấy cháu ngoại trong lòng. Bà quay sang Dương viên ngoại hỏi nhỏ. Ông ta khẽ gật đầu. Dương phu nhân nói với nàng. Tú Ngọc, con hãy bình tâm mà nghe cha mẹ kể lại chuyện của con.
câu chuyện mà cha mẹ đã giữ kín gần 20 năm qua. Như linh cảm được những điều hệ trọng mà thân mẫu sắp sửa nói ra, Tú Ngọc chăm chú lắng nghe và nàng cảm thấy tỉnh táo một cách khác thường. Dương phu nhân vừa kể vừa thổn thức: Ngọc con, mẹ là mẹ của con, nhưng cha con thật ra chỉ là cha nuôi đã cứu sống và nuôi nấng mẹ con ta. Thật ra con là công chúa của Triều Minh, là con gái út của Đức Sùng Trinh Hoàng đế. Dương Tú Ngọc hết đưa mắt nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Dương trang chủ khẽ gật đầu như xác nhận lời kể của Dương phu nhân là sự thật. Dương phu nhân vẫn tiếp tục kể lể. Năm 17 tuổi mẹ được tiến cung và được phong quý nhân ngay sau lần tiên đế lâm hạnh với mẹ. Giặc Mãn chiếm kinh thành lúc mẹ có mang con 3 tháng. Tiên đế quyết không hàng giặc Mãn nên tự tử ngay điện Cần Chánh. Lúc đó mẹ cũng định theo hầu tiên đế dưới suối vàng nhưng nghĩ còn có con trong bụng. Mẹ phải sống để bảo vệ giọt máu cuối cùng của tiên đế. Vì vậy mẹ trà trộn theo đoàn người dân Bắc Kinh chạy nạn ra khỏi thành. Trong lúc mệt và đói gần chết, mẹ con ta đã được cha nuôi của con cứu sống. Vừa kể Dương phu nhân vừa sụt sùi khóc. Dương Tú Ngọc ứa nước mắt nhìn mẹ. Nàng không ngờ rằng chuyện tình của nàng và Mộc Khải Đài lại đầy oan nghiệt và bi thương. Nàng đã lấy con của dòng họ thù địch với tổ quốc, quê hương, đã xâm chiếm đất đai và cướp mất ngai vàng của cha mình. Nàng chết đi làm sao có thể nhìn mặt phụ vương dưới suối vàng. Một lúc sau Dương Tú Ngọc thiếp đi rồi vĩnh viễn tử giã cõi đời. Trước khi chết nàng gọi tên Mộc Khải Đài và nói lời từ biệt một cách thảm thiết. Dương trang chủ và phu nhân cậy nhờ người an táng Dương Tú Ngọc ở một quả đồi thông sau Phụng Tiên Tự, cho dựng bia mộ ghi rõ thân thế lai lịch và cái chết của nàng. Đứa con của Dương Tú Ngọc và Mộc Khải Đài, Dương trang chủ cho đổi họ Dương tức Dương Khải Sơn. Để tránh sự truy tìm của Lục Vương Phủ, Dương trang chủ nhờ người cháu họ của mình nhận là con nuôi. Ông tác hợp cho người cháu họ này cùng với Hạ Dung nên duyên chồng vợ rồi cấp cho cả hai một số vốn. Vợ chồng Hạ Dung bồng con xuôi về Nam đến Quảng Châu làm ăn sinh sống luôn ở đó. Nói về Mộc Khải Đài, sau khi được sát hợp kim báo tin dữ, chàng bèn viết cho cha vợ là nguyên soái Thang Vĩ Chuật một bức thư kể rõ chuyện gia đình rồi xin phép rời mặt trận trở lại Bắc Kinh. Về đến kinh thành, việc đầu tiên là Mộc Khải Đài ghé ngay Dương Gia Trang để dò hỏi tin tức vợ con. Dương Trang chủ và phu nhân vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mộc Khải Đài xuất hiện ở cổng Gia Trang, râu tóc lởm chởm, bụi đường sa phủ cả lên áo quần. Chàng xuống ngựa chạy thẳng vào đại sảnh, nắm chặt lấy tay Dương trang chủ hỏi dồn dập một hơi: Nhạc gia, Tú Ngọc thế nào? Có mạnh khỏe không? Tú Ngọc sinh con trai hay gái? Nghe sát tướng quân kể lại sự việc không may xảy ra cho Tú Ngọc, con lập tức rời chiến trường về đây để giải quyết sự việc này ngay. Tú Ngọc hiện giờ ở đâu? Dương trang chủ đau đớn nhìn Mộc Khải Đài khẽ lắc đầu trong khi Dương phu nhân khóc òa lên thảm thiết. Mộc Khải Đài linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra cho vợ con. Chàng nắm chặt tay áo của Dương trang chủ lắc mạnh: Nhạc gia, phải chăng Tú Ngọc đã? Mộc Khải Đài nói đến đó bỗng nghẹn giọng không sao hỏi được nữa. Dương trang chủ kéo chàng vào đại sảnh, mời ngồi vào ghế, gọi gia nhân pha trà rồi từ tốn nói: Tiểu vương gia hãy bình thản cố nén đau thương rồi ta sẽ kể hết sự việc cho ngài nghe. Mỗi câu mỗi chữ trong lời kể của Dương trang chủ về Dương Tú Ngọc như từng mũi kiếm đường đao đâm vào tim gan Mộc Khải Đài. Tình yêu và lòng thương cảm với Dương Tú Ngọc sôi sục trào dâng trong huyết quản chàng. Mộc Khải Đài cố cắn răng để khỏi bật ra những cảm xúc bi lụy. Mãi một lúc sau chàng mới nói: Nhạc gia, con muốn đến thắp cho Tú Ngọc nén nhang và làm lễ tế nàng. Nhạc gia hãy chỉ cho con biết phần mộ nàng hiện ở đâu. Dương trang chủ khẽ gật đầu, ông gọi gia nhân vào dẫn đường. Cả Lục Vương phủ bàng hoàng sửng sốt khi thấy tiểu vương gia trở về. Mộc Khải Đài chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phòng của mình. Lục Vương phi và Thang Lan Hoa luính quính hẳn lên không biết phải xử sự ăn nói ra sao với Mộc Khải Đài. Ngày thường Lục Vương phi có tiếng là người điềm đạm, trầm tĩnh trong mọi việc, thế mà giờ đây bà hết đi ra lại đi vào cố tìm cách, tìm lời để giải thích cùng con trai về sự ra đi của Dương Tú Ngọc. Cuối cùng bà cũng tìm ra cách giải quyết. Bà cho gọi mấy con thị nữ theo hầu rồi đi đến phòng của Mộc Khải Đài. Con thị nữ đến trước cửa phòng của Mộc Khải Đài nói lớn: Tiểu vương gia,
Vương Phi đến. Con thị nữ gọi 2-3 lần vẫn không thấy có tiếng trả lời và người ra mở cửa. Lục Vương Phi hoảng hốt cho gọi lão quản gia hầu cận Mộc Khải Đài đến. Lão ta sợ sệt quỳ phục xuống trước mặt bà. Bẩm Vương Phi, nô tài xin đợi lệnh. Lục Vương Phi hỏi nhanh, tiểu vương ra đâu? Bẩm Vương Phi, ở trong phòng ạ. Lục Vương Phi nhíu mày, ở trong phòng sao ta cho thị nữ gọi lớn mấy lần không thấy trả lời? Hay tiểu vương gia đang nghỉ? Bẩm Vương Phi, nô tài ngạc nhiên khi thấy tiểu vương gia đột ngột từ chiến trường trở về vương phủ. Nô tài có đến Vấn An và sai người hầu hạ săn sóc cho tiểu vương gia. Lục Vương Phi nóng ruột hỏi dồn, người nói nhanh đi. Bẩm Vương Phi, tiểu vương gia truyền lệnh cho nô tài người mệt cần nghỉ ngơi, không để cho ai đến quấy rầy người. Lục Vương Phi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi bước đến cửa phòng nói lớn, Hải Nhi, mẫu thân đến thăm con đây. Lục Vương Phi gọi 3-4 lần vẫn không thấy có tiếng trả lời. Bà hốt hoảng hạ lệnh cho tên quản gia, không xong rồi, ngươi mau gọi người đến phá cửa phòng tiểu vương gia ngay. Tên quản gia sợ hãi luính quính đi gọi bọn gia nhân đến. Bọn gia nhân của Lục Vương Phủ hì hục mãi mới phá được cửa phòng của Mộc Khải Đài. Cả gian phòng vắng lặng. Lục Vương Phi hốt hoảng giục bọn gia nhân chạy ra hoa viên tìm kiếm, còn bà vội vã bước vào phòng ngủ của con trai. Gian phòng vẫn y nguyên đồ đạc như ngày Mộc Khải Đài ra đi. Màn trướng, giường, nệm vẫn còn xếp ngay ngắn, chứng tỏ Mộc Khải Đài không hề nằm nghỉ. Lục Vương Phi vội chạy sang thư phòng. Trên án thư có một lá thư dài, chữ viết còn tươi màu mực, chứng tỏ lá thư vừa mới được viết xong. Lục Vương Phi cầm lá thư lên, hai bàn tay bà run run chừng như bà đang bị hồi hộp, lo lắng dữ dội. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt bà. Kính thưa song thân, con bất hiếu là Mộc Khải Đại kính dâng thư này lên song thân mà lòng sợ hãi và ăn năn khôn xiết. Kính mong lượng trời bao dung xá tội cho con. Cha mẹ ơi, con đã không nghe lời cha mẹ dạy bảo, để lòng vướng vào tình ái bi lụy khiến mẹ cha buồn lòng không ít. Các bậc tiền hiền, tổ tiên cũng chẳng vui lòng khi có người truyền tôn làm nhụt chí khí, uy dũng, anh hùng của dòng họ. Sự thể xảy ra ở nhà ta, cha mẹ cũng đã rõ. Nay Dương Tú Ngọc đã chết, đứa con đã lưu lạc không biết về đâu. Cha mẹ thương con sẽ cảm thông được tình cảm của con dành cho đứa con bất hạnh mồ côi mẹ. Dù phải đi đến góc biển chân trời, dù có phải bôn ba khổ cực suốt cả đời, người con thề sẽ phải tìm cho được giọt máu của dòng họ Mộc chúng ta. Xin tạ lỗi cùng cha mẹ, xin tạ tội cùng Hoàng thượng, xin tạ tội cùng tổ tiên. Mộc Khải Đài đã không xông pha trên mình ngựa để làm rạng rỡ cho nhà Đại Thanh được thật vô cùng xấu hổ và chẳng đáng sống làm trai. Một ngày kia khi tìm được đứa con thất lạc, con sẽ về chịu tội cùng cha mẹ, Hoàng thượng và tổ tiên. Tâm tư thật nhiều nhưng con không thể bày tỏ tận tường. Mong mẹ cha thứ tội, con bất hiếu và có tội. Mộc Khải Đài. Lục Vương Phi buông rơi lá thư ngất xỉu trên tay hai con thị nữ. Bọn chúng hốt hoảng kêu cứu bà, dìu bà về phòng. Được tin cấp báo, Lục Vương gia lập tức từ triều đình trở về vương phủ. Lúc này Lục Vương Phi đã hồi tỉnh. Sau một lúc bàn bạc, Lục Vương gia cử các bộ tướng tâm phúc hỏa tốc đưa công văn đến các tỉnh, phủ huyện, lệnh cho các nơi phải ra sức tìm cho được bối lạc Mộc Khải Đài. Các cháu trai của nhà vua, con của các vương gia đời nhà Thanh gọi là bối lạc. Sau khi hỏi thăm Dương trang chủ và phu nhân, Mộc Khải Đài chỉ biết Dương Tú Ngọc sau khi chết ủy thác cho Hạ Dung nuôi dưỡng giúp con trai mình là Mộc Khải Sơn. Dương trang chủ và phu nhân đã cố tình giấu tung tích của Hạ Dung. Cả hai ông bà đều không muốn đứa cháu ngoại của tiên đế Sùng Trinh phải lớn lên trong vương phủ nhà Mãn Thanh. Bộ tộc đã cướp mất cơ nghiệp, đất đai của nhà Đại Minh. Dương trang chủ kể lại cho Mộc Khải Đài biết rằng khi ông bà được tin báo từ chùa Phụng Tiên Tự thì Dương Tú Ngọc đã chết. Hạ Dung đã bồng đứa bé đi đâu không ai rõ. Chỉ biết một điều là Dương Tú Ngọc ủy thác cho Hạ Dung nuôi dưỡng Mộc Khải Sơn. Mộc Khải Đài đến viếng mộ Dương Tú Ngọc trước khi lên đường tìm con. Chàng thì thầm nói chuyện với ngôi mộ một lúc lâu, hứa với người chết dưới mộ là sẽ tìm bằng được đứa con bị thất lạc rồi lên đường. Mộc Khải Đài bắt đầu rong ruổi qua khắp các tỉnh thành, châu huyện.
từ Bắc Kinh tràn đến Sơn Đông, Hồ Bắc, An Huy, Tế Nam. Không một phủ huyện nào ở miền Hoa Bắc mà không lưu lại bước chân tràn. Xuân qua rồi hè tới, hết thu lại sang đông thấm thoát đã 3 năm trường mà hình bóng Hạ Dung vẫn biền biệt bóng chim tăm cá. Cả hoa hạ mênh mông biết tìm ở đâu. Tuy nhiên Mộc Khải Đài vẫn không nản lòng. Chàng đã biết cha mẹ chàng đã gửi công văn đi các nơi để tìm bắt chàng về Bắc Kinh. Vì vậy trên đường đi chàng đã trải qua biết bao là khổ cực gian truân. Có khi chàng phải giả làm khách thương hồ, lúc thì cải trang thành người lao động cùng khổ để qua mắt quan quân, lính gác ở các cổng thành, phủ huyện. Có lần ở hồ Ba chàng đã bị lộ tung tích. Phải vất vả lắm Mộc Khải Đài mới vượt qua được vòng vây của quan quân. Sau đó chàng lại phải băng rừng vượt suối lẻn theo đường tắt để đến được Hồ Nam sau khi đã đánh lừa được quan quân truy tìm về hướng Anh Huy. Cả tháng trời Mộc Khải Đài đã phải chịu đói rét cực khổ trong những cánh rừng ngập tuyết mênh mông để tránh sự truy nã của quan quân. Tuy nhiên chàng đã vượt qua được hết tất cả gian nan vất vả nhờ vào tình yêu thương phụ tử thiêng liêng và mối tình oan trái với Dương Tú Ngọc, người vợ bất hạnh quá cố. Tất cả tình cảm thiêng liêng đó đã thôi thúc Mộc Khải Đài băng qua ngàn dặm đường xa để đi tìm con. Một ngày nọ Mộc Khải Đài đến một thị trấn nhỏ thuộc huyện Lạc Thành, tỉnh Hồ Nam. Mộc Khải Đài ở trọ trong một khách điếm bình dân để tránh sự theo dõi để ý của mọi người. Buổi sáng mùa đông trời đã lạnh và có tuyết rơi. Mộc Khải Đài co ro ngồi trong một quán trà để ý quan sát những người qua lại trên con phố. Bất chợt chàng thấy bên kia phố có một người thiếu phụ trẻ ăn mặc theo kiểu thường dân. Đang đi chị ta bỗng đánh rơi mấy quả lê trong giỏ xuống đất nên ngồi xuống nhặt lên. Khi chị ta quay lại Mộc Khải Đài mừng bắn người lên. Mộc Khải Đài vội dụi mắt nhìn cho rõ. Chàng không dám tin vào nhãn quan của mình vì chị ta ở cách xa chàng đến mấy chục bước. Người thiếu phụ giống hệt con nữ tỳ Hạ Dung, người hầu của Dương Tú Ngọc trước đây. Tuy nhiên chị ta có vẻ đứng tuổi hơn, phải ngoài 22, 23 tuổi. 3 năm qua rồi Hạ Dung cũng đã trạc tuổi chị. Mộc Khải Đài mừng rỡ, vội vã trả tiền xong bước theo người đàn bà nọ. Chàng không muốn ra mặt sợ làm kinh động những người xung quanh và sợ lộ tung tích nên bí mật đi theo người đàn bà nọ. Người đàn bà nọ không hề biết có người đang theo dõi, cứ thẳng đường về nhà. Đến một gian nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn, chị ta mở cổng bước vào. Mộc Khải Đài nép mình sau bức tường nghe ngóng. Tiếng người đàn bà vọng ra ngoài một cách tự nhiên. Ôi con trai cưng của mẹ, mẹ đã đi chợ về đây. Có bánh tiêu cho con đây này. Ở nhà con ngoan không? Có phá phách không cho cha làm việc không? Tiếng đứa bé trai chừng 3, 4 tuổi bập bẹ vang lên khiến tim Mộc Khải Đài đập thình thịch. Rồi giọng người đàn ông vang lên. Không đâu, A Sơn ở nhà ngoan lắm, chỉ ngồi xem cha làm việc mà thôi, không có phá phách gì cả. Mộc Khải Đài run bắn người lên khi nghe hai tiếng A Sơn. Mộc Khải Sơn, chàng đã dặn dò Dương Tú Ngọc đặt tên cho con trai là Sơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người thiếu phụ đích thực là Hạ Dung, con nữ tỳ của Dương Tú Ngọc ngày nào. Mộc Khải Đài thầm tạ ơn trời Phật, chàng vội vàng xô cánh cổng bước vào nhà. Người thiếu phụ trẻ giật mình khi có người lạ mặt bước vào nhà. Chị ta ôm chặt đứa bé trên tay hỏi nhanh. Ông là ai? Tìm vợ chồng tôi có việc gì? Mộc Khải Đài nhìn người thiếu phụ chăm chăm không đáp. Người chồng chạy vội đến bên vợ, tay lăm lăm chiếc búa và chiếc đục của thợ mộc trên tay. Bằng thái độ vừa nghi ngờ vừa cảnh giác, anh ta gằn giọng. Tại sao ông tự ý đột nhập vào nhà tôi? Ông muốn gì? Mộc Khải Đài vội vàng xua tay nói nhanh để tránh sự hiểu lầm. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi thăm, muốn tìm người thân. Tìm ai? Tên gì? Mộc Khải Đài ngập ngừng. Xin lỗi, chị có phải là Hạ Dung ở Dương Gia Trang, ngoại thành Bắc Kinh? Người thiếu phụ ngơ ngác nhìn Mộc Khải Đài, nhìn chồng rồi lắc đầu. Có lẽ ông nhìn lầm người rồi. Tôi chẳng biết Hạ Dung là ai cả. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến Bắc Kinh. Tôi tên Nhu họ Lương, còn chồng tôi họ Mạc. Đứa bé trên tay ngơ ngác nhìn cha mẹ rồi nhìn Mộc Khải Đài. Chàng thấy nó giống cha như đúc. Mộc Khải Đài thất vọng, chàng chắp tay tạ từ hai vợ chồng họ Mạc. Tôi xin lỗi vì đã nhầm anh chị với một người quen cũ. Xin cảm ơn và mong anh chị lượng thứ cho.
Mộc Khải Đài thất thểu bước khỏi nhà họ Mạc trở về quán trọ. Chàng buồn rầu thu dọn hành lý rồi lại tiếp tục lên đường xuôi về Nam tìm con. 3 năm sau, một buổi chiều cuối thu, trên con đường nhỏ dẫn vào Phụng Tiên Tự, một con ngựa đang phi nước kiệu. Trên lưng ngựa một kỵ sĩ trạc 30 tuổi đang ra roi thúc cho ngựa chạy nhanh hơn. Trong dáng vẻ kỵ sĩ có vẻ mệt mỏi và buồn bã. Bụi đường xa còn vương trên y phục, tóc râu của kỵ sĩ chứng tỏ ông ta và con ngựa đã trải qua một chặng đường rất xa trước khi đến đây. Gần đến cổng Tam Quan Chùa, người kỵ sĩ cho ngựa rẽ vào lối mòn nhỏ phía bên trái, vòng ra phía mấy quả đồi thông sau chùa. Đến chân đồi, người kỵ sĩ xuống ngựa cầm dây cương dắt con ngựa đi len lỏi qua các lối mòn đã bị cỏ mọc che mất dấu. Len lỏi một lúc lâu, người và ngựa đến khoảng trống ở lưng chừng đồi nơi có hai gốc thông già mọc cạnh nhau từ rất lâu. Người kỵ sĩ nhìn quanh có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Ông ta chạy vội đến gần một ngôi mộ được xây cẩn thận bằng đá, chăm chú đọc hàng chữ trên tấm bia rồi lẩm bẩm những gì không rõ. Người kỵ sĩ trở lại chỗ buộc ngựa, lấy từ hành trang ra vàng hương, nhang đèn và một ít bánh trái rồi mang đến đặt trước bia mộ. Người kỵ sĩ lâm dâm khấn vái một lúc lâu rồi thắp nhang cắm quanh ngôi mộ cho đến khi hết cả một bó nhang lớn. Ông ta gục xuống cạnh bên ngôi mộ kể những gì không rõ lâu thật lâu. Bỗng nhiên người kỵ sĩ đứng phắt dậy, ông ta rút trong người ra một con dao ngắn rất sắc bén, loại dao trụy thủ mà các hoàng thân quốc thích, tướng lãnh đại thần Mãn Châu hay dùng để hộ thân. Ông ta hét lên một tiếng rất dài rất bi thương, tiếng hét vang dội và ngân vọng trong cánh rừng thông tĩnh mịch vào một buổi chiều tà cuối thu nghe rất náo lòng. Người kỵ sĩ nói lớn như muốn cho tất cả cây cỏ núi rừng muông thú cùng nghe. Dương Tú Ngọc, chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau như lời ước nguyện năm nào. Giờ thì anh đã về đây để sống bên em vĩnh viễn. 06 năm qua anh đã đi khắp cùng trời, cuối đất để mong nhìn mặt đứa con thân yêu của chúng mình, nhưng ông trời đã không chiều lòng người. Dương Tú Ngọc ơi, anh đã có tội với em, có tội nhiều lắm. Xin em hãy tha thứ cho anh về với em đây. Người kỵ sĩ trở ngược con dao chủy thủ lấy hết sức bình sinh đâm ngược trở lại vào tim mình. Ông ta khuỵu xuống, buông con dao đang cắm sâu vào người, hai tay ôm lấy bia mộ rồi từ từ gục xuống cạnh ngôi mộ đá. Đúng lúc đó dưới chân đồi và có những tiếng gọi vội vã, thất thanh náo động cả buổi chiều tà tĩnh mịch. Mộc Khải Đại đừng làm thế, tiểu vương gia ở đâu? Mộc đại ca, đệ là sát hợp kim đây. Nhưng tất cả đã quá muộn. Người kỵ sĩ đã tự vẫn bên cạnh ngôi mộ đá ở rừng thông sau Phụng Tiên Tự chính là Mộc Khải Đài, cháu ruột của Hoàng đế Thuận Trị nhà Mãn Thanh. Sau 06 năm trời ròng rã tìm kiếm đứa con trai bị lưu lạc không được, chàng tuyệt vọng và suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, ý chí, Mộc Khải Đài đã trở lại kinh thành. Chàng viết hai lá thư tuyệt mệnh gửi cho cha mẹ và cha mẹ vợ. Thư gửi cho cha mẹ ruột tức Lục Vương, Mộc Khải Đài đã xin cha mẹ thứ tội và giúp chàng được chọn lời ước nguyện, được chôn cất cạnh mộ của Dương Tú Ngọc, chàng mới an lòng nhắm mắt dưới suối vàng. Lá thư thứ hai chàng gửi Dương Trang Chủ và phu nhân, chàng không hề trách móc ông bà đã giấu cho chàng biết tung tích đứa con trai của chàng và Dương Tú Ngọc mà Hạ Dung đã đem đi nơi khác nuôi nấng. Chàng chỉ gửi lại cho Dương Trang Chủ một kỷ vật và nhờ ông sau này nếu có gặp lại thì đeo tận tay con trai chàng chiếc nhẫn mà các con trai của tộc trưởng họ Mộc vẫn đeo trên ngón tay giữa và truyền từ đời này sang đời khác. Nên nhớ họ Mộc là một bộ tộc Mãn Châu hùng mạnh và dũng cảm nhất trong bát kỳ binh Mãn Châu. Thể theo ước nguyện của con trai, Lục Vương đã cho xây cất lại hai ngôi mộ công phu và to lớn như ngày nay chúng ta đã thấy ở ngoại thành Bắc Kinh. Và có tên mộ ông Hoàng Mãn Bà Chúa Minh hay thi vị hơn còn có tên Uyên Ương mộ, do một thi sĩ thời vua Đồng Trị đi qua đây nghe chuyện đã cảm xúc để một bài thơ khắc trên đá. Dương Trang Chủ và phu nhân rất khổ đau và day dứt sau cái chết của Mộc Khải Đài. Từ lúc biết tin Mộc Khải Đài đã bỏ hết địa vị quyền uy để vạn dặm tìm con, Dương Trang Chủ và phu nhân mới hối hận vì cả hai đã giấu không cho chàng biết nơi ở của Hạ Dung. Cả hai ông bà giàu dĩ đứng ngồi không yên suốt mấy năm dài. Cứ vài ba ngày lại cho người đến Lục Vương phủ thăm dò tin tức của Mộc Khải Đài xem chàng đã về chưa. Đến khi nhận được lá thư tuyệt mệnh của Mộc Khải Đài,
Dương Trang chủ mới hốt hoảng cho người chạy đến Lục Vương phủ báo tin, rồi tức tốc cùng Dương phu nhân chạy đến mộ của Dương Tú Ngọc, nhưng đã không còn kịp nữa. U cũng là số phận nghiệt ngã mà trời cao đã dành cho đôi trai tài gái sắc bạc mệnh. Sau này, nhân dịp tướng quân Sát Hợp Kim đi thanh sát công việc của triều đình ở Lưỡng Quảng, Quảng Đông, Quảng Tây, Dương Trang chủ đã gửi gắm kỳ vật của Mộc Khải Đài nhờ Sát tướng quân tìm đến chỗ ở của Hạ Dung đeo tận tay cho Mộc Khải Sơn. Dương tiến sĩ ngừng kể đã lâu mà Quan Linh Phụng và Dương phu nhân vẫn còn đắm chìm vào những tình tiết lâm ly, cảm động của câu chuyện tình giữa ông Hoàng Mãn Thanh và nàng công chúa Đại Minh. Riêng Quan Linh Phụng vẫn còn miên man suy nghĩ, vì nàng đang có những suy nghĩ phân tích khá. Nàng đang cố sâu lại những sự kiện đã xảy ra trong những ngày qua thành một chuỗi, và nàng đã gần như hiểu gần hết về mục đích chuyến du lịch của Dương tiến sĩ và phu nhân về thăm cố hương lần này. Tuy nhiên, nàng chưa dám khẳng định cùng Dương tiến sĩ. Quan Linh Phụng đang phân vân thì Dương tiến sĩ đã nâng cốc rượu mời nàng. Quan tiểu thư, hãy cạn chén. Câu chuyện của tôi kể thế nào tiểu thư đã từng nghe qua chưa? Quan Linh Phụng giật mình, câu nói của Dương tiến sĩ đã đưa nàng về với thực tại. Nàng vội cầm lấy ly rượu lịch sự chạm vào ly của ông bà Dương. Chợt Quan Linh Phụng sáng mắt lên khi thấy bàn tay của ông Dương đang cầm ly rượu chạm vào ly của nàng và bà Dương. Ở ngón giữa của bàn tay phải một chiếc nhẫn thật đẹp có nạm một viên ngọc bích màu xanh lóng lánh. Bất giác nàng tủm tỉm cười một mình. Ông Dương nhìn nàng vui vẻ. Cô Quan có suy nghĩ về câu chuyện tôi vừa kể không? Quan Linh Phụng cắn môi, hai má nàng đỏ hồng lên. Một phần có lẽ vì men rượu và phần còn lại nàng quá phấn khích khi đã tìm ra được những điều thú vị, bí mật. Nàng gật đầu nhìn ông bà Dương rồi chậm rãi nói. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng tôi xin mạo muội đưa ra nhận xét đầu tiên. Chuyến về thăm quê hương của ông bà lần này, lần đầu tiên, không hẳn là một chuyến du lịch thuần túy. Ông Dương gật đầu. Bước khởi đầu tốt lắm, hãy tiếp tục đi cô gái. Ông bà, đúng hơn là ông có liên hệ mật thiết với câu chuyện vừa kể, và tôi có cảm tưởng là ông đang đi tìm nguồn cội. Thật thông minh, thú vị quá. Quan tiểu thư, cô tiếp tục nữa đi chứ. Bà Dương cũng đã hiểu được lờ mờ một phần câu chuyện, bà cũng háo hức muốn nghe hết, nhìn chồng rồi nhìn Quan Linh Phụng. Tôi chỉ có thể có những suy nghĩ đến đó thôi. Có lẽ phần còn lại tiến sĩ sẽ kể để phu nhân và tôi hiểu được tường tận hơn. Dương tiến sĩ nhìn mông lung vào khoảng không gian rộng của đại sảnh, mắt ông như mơ màng trong một cõi nào đó. Cô Quan thật tinh tế và thông minh, rất thông minh. Tướng quân Sát Hợp Kim đã tìm được Mộc Khải Sơn và trao chiếc nhẫn cho vương tử lạc loài của nhà Đại Thanh. Đến khi Mộc Khải Sơn qua đời, con và cháu nội ông cũng vẫn còn ở Quảng Châu. Tuy nhiên, lúc này họ đã đổi họ Dương và sống rất sung túc, giàu sang nhờ sự trợ giúp ban đầu của Dương Trang Chủ và tướng quân Sát Hợp Kim. Thế chiến thứ hai bùng nổ, cuộc chiến tranh chung, Nhật tràn tới Quảng Châu. Người cháu nội của Mộc Khải Sơn bán hết tài sản của cải chạy sang Hồng Kông, họ lại chạy sang Mỹ và định cư ở San Francisco. Người cháu kêu Dương Khải Sơn bằng cụ cố làm ăn cũng khá phát đạt ở Mỹ, ông ta có nhiều cửa hàng, quán ăn. Tuy nhiên, người con trai trưởng của ông lại thích khoa học và không nối nghiệp cha kinh doanh. Ông ta đỗ tiến sĩ ở Đại học Kỹ thuật MIT rồi đi dạy. Và người đó chính là ngài. Quan Linh Phụng đỡ lời ông Dương, ông ta khẽ gật đầu rồi tiếp. Mấy tháng trước về thăm cha mẹ ở San Francisco, tôi có tình cờ đọc được trong gia phả một lá thư của cụ tổ năm đời chúng tôi là vương tử Mộc Khải Đài gửi cho Dương Trang Chủ. Tôi thấy tò mò và thú vị bèn truy tìm tất cả sách cổ của gia đình lưu lại và tìm được bản chép tay một quyển sách xưa nhất do một người đàn bà trong gia đình chúng tôi viết kể lại. Bà là chứng nhân của mối tình vương giả nhưng đầy nghiệt ngã đau thương. Cô Quan có đoán được người viết là ai không? Quan Linh Phụng đáp không suy nghĩ. Chuyện do Hạ Dung viết lại phải không? Thật thông minh, cô gái thân mến ạ. Quả là chúng tôi đã không chọn lầm người hướng dẫn. Bà Dương âu yếm ngồi lại gần Quan Linh Phụng nắm chặt tay nàng. Mấy hôm nữa phải về Mỹ, chắc tôi nhớ cháu nhiều lắm Quan Linh Phụng ạ. Bác ước gì có được một nàng dâu như cháu để tâm sự, hù hì. Ông Dương cười vui vẻ. Được đấy, ý kiến rất tuyệt. Con trai lớn bác vẫn chưa lập gia đình,
28 tuổi đã có, cao học, đang làm luận án lấy bằng tiến sĩ, một vương tử mang dòng máu vua chúa Mãn Châu chính gốc đấy nhé. Quan Linh Phụng thẻ lưỡi pha trò. Hai bác chưa biết gì về thân thế của cháu sao? Bà Dương hấp tấp lên tiếng hỏi, không nghĩ là Quan Linh Phụng nói đùa. Sao? Có gì trở ngại hả cháu? Quan Linh Phụng nhìn thẳng vào mắt bà Dương tinh nghịch. Nhà cháu là dòng dõi chính thống của Chu Nguyên Chương, vị vua đã gây dựng nên triều đại nhà Minh. Khi nhà Mãn chiếm Trung Nguyên phải đổi ra họ Quan để bảo toàn tộc họ. Cháu cũng là công chúa triều Minh chính thống đấy. Vậy thì đã sao nào? Quan Linh Phụng định nói đùa tiếp theo cháu không muốn có thêm hai ngôi mộ cổ nữa. Nhưng thấy Dương tiến sĩ nhìn nàng như hiểu ý và không muốn nàng đùa nữa nên Quan Linh Phụng vội lấy tay che miệng rồi nói. Cháu sợ anh ấy thích làm phò mã triều Minh ở lại Bắc Kinh luôn không về Mỹ nữa thì bác sẽ nhớ con trai lắm đấy. Dương tiến sĩ phì cười vì sự ứng phó rất nhanh nhạy và lưu loát của cô gái. Ông bật cười to vui vẻ và sảng khoái. Cả bà Dương và Quan Linh Phụng cũng cười theo những tràng cười thật giòn, thật vui. Và nghe tới đây thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể mang đến những nội dung tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bây giờ, hãy cùng chờ đợi những tập truyện thú vị tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.